Có phải bạn đang sở hữu những trang trại nuôi trồng mà chưa được nhiều người biết đến? Có các sản phẩm nông nghiệp chất lượng mà chưa tìm kiếm được đầu ra ổn định? Bạn muốn hình ảnh của trang trại được nhiều người biết đến và các sản phẩm nông sản của mình có đầu ra tốt hơn? Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ truyền thông thì chúng tôi hoàn toàn có thể giúp bạn quảng bá các sản phẩm nông nghiệp một cách hiệu quả. Hãy nhấc điện thoại lên gọi cho chúng tôi theo số 0971 380 458 để được quảng bá với chi phí rẻ nhất. Ốc nhồi dễ nuôi, tiêu thụ dễ, lại cao. Ốc nhồi dễ nuôi, thức ăn chủ yếu chỉ là bèo tấm, các loại rau xanh, ngũ cốc. Tuy nhiên, đây là sản phẩm đang có nhu cầu tiêu thụ lớn, có lãi cao. Ốc nhồi hay còn được gọi là ốc lồi, bản địa vùng đồng chiêm trũng Hà Trung Thanh Hóa, đã đi vào đời sống dân gian. Muốn ăn cua dốc ốc lồi, đem con mà gả cho người đồng chiêm, lưu truyền tới bây giờ như một thông điệp về con ốc nhồi vốn là tiềm năng của vùng đất Hà Trung trước đây, nay đang trở thành sản phẩm hàng hóa. Ốc nhồi hiện là loại thực phẩm được thị trường ưa chuộng. Ốc nhồi thương phẩm đang là hướng phát triển kinh tế mới. Nhiều hộ nông dân đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Hà Sơn hiện là một trong các xã có số người và số diện tích ốc thương phẩm nhiều nhất. Với 9 hộ nuôi, cùng với nhiều kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản, này chuyển sang nuôi ốc nhồi thương phẩm. Tiêu biểu như ông Nguyễn Xuân Bắc 5 sao, Phạm Hồng Hiền, Nguyễn Sơn Hải mỗi hộ 3 sao, ông Trần Văn Bình 4 sao. Nhiều hộ dân ở xã Yến Sơn, huyện Hà Trung cũng nuôi ốc nhồi vây lưới, đạt mức thu nhập từ 35 đến 40 triệu đồng trên một sào. Lợi nhuận đem lại gấp 2 đến 3 lần so với một số con thủy sản khác. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Hà Trung đã triển khai mô hình liên kết nuôi ốc nhồi thương phẩm theo chuỗi giá trị gắn với bao tiêu sản phẩm ở xã Yên Dương. Mô hình đánh giá khả năng thích ứng, năng suất, thu nhập và hiệu quả kinh tế của giống ốc nhồi có nguồn gốc từ công ty trách nhiệm hữu hạn giống thủy sản Tâm Phúc, huyện Yên Định, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho người nuôi ốc nhồi thương phẩm, hình thành chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Trước khi triển khai, hai hộ nông dân được lựa chọn là ông Lê Văn Tuy và ông Lê Xuân Đấu, xã Yên Dương, đã ký cam kết tham gia thực hiện mô hình cùng với 20 hộ khác trong xã, được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện phối hợp với Hội Nông dân huyện tập huấn phổ biến kiến thức kỹ thuật nuôi ốc nhồi thương phẩm. Theo đó, ông Tuy đã sử dụng 800m2 đất trang trại làm ao nuôi, đồng thời tiếp nhận số lượng 80.000 con ốc giống. Ông Đấu sử dụng 700m2 đất trang trại làm ao nuôi và tiếp nhận 70.000 con giống. Hộ tham gia mô hình hỗ trợ miễn phí về giống và kỹ thuật trước khi thả ốc giống, ao nuôi được vét sạch, trải vôi để trung hòa lượng pH nhằm loại bỏ các loại cá chép, cá chấm, ba ba có thể ăn ốc. Bờ ao được phát quang bụi rậm, tránh chuột làm tổ và tiện lợi khi thu hoạch. Trong ao thả bèo, rau muống để làm tăng độ mát cho ao và tạo nhiều chỗ bám cho ốc. Mực nước trong ao duy trì từ 0,8 đến 1,5 mét, độ pH đo được là 6,5 đến 8, oxy hòa tan đạt ngưỡng cho phép, mật độ thả ốc giống là 100 con trên 1 mét vuông ao, trọng lượng từ 0,4 đến 0,6 gram trên con. Ốc giống được chọn đều khỏe mạnh, chất lượng tốt, vỏ không bị sứt, dập, đỉnh vỏ màu tươi sáng. Khi thả ốc giống, lấy nước trong ao nuôi đổ vào chậu, thả giá thể như bèo cái, lá sắn và bỏ ốc vào chậu ngâm từ 10 đến 15 phút để cân bằng môi trường sống. Khi thả cho nước vào chậu rồi từ từ thả ốc giống xuống ao nhẹ nhàng để tránh xây sát, sứt vỏ, hư hỏng ốc. Thức ăn chủ yếu của ốc nhồi là bèo tấm, các loại rau xanh, ngũ cốc. Ốc có tập tính vừa sống nổi vừa sống đáy, di chuyển chậm và phân bố không đều trong ao nuôi, thường tập trung ở một số khu vực trong ao. Vì vậy cần tạo địa hình, độ nông sâu khác nhau để đa dạng môi trường sống cho ốc và dễ dàng theo dõi cũng như chăm sóc cho ốc. Sau khi thả ốc giống đến khi 2 tháng tuổi, chưa cần thay nước. Đến tháng tuổi thứ 3, cứ 2 tuần thay nước một lần, mỗi lần thay 3/4 lượng nước trong ao. Tại các hộ nuôi trong mô hình ở xã Yên Dương, do thực hiện tốt việc quản lý kỹ thuật chăm sóc nên ốc sinh trưởng phát triển tốt, đồng đều, khỏe mạnh. Ốc nuôi từ 3 đến 4 tháng đạt trọng lượng ốc thương phẩm từ 25 đến 30 con trên 1 kg thì bắt đầu thu hoạch, dùng thuyền đi quanh bờ ao để bắt những con ốc to vào buổi sáng. Vì ốc bám vào lá thực vật, lá sắn dễ bèo để ăn nên việc thu hoạch dễ dàng. Theo tính toán của hộ trong mô hình, trừ chi phí lợi nhuận đạt 61 triệu đồng trên một sào, tăng trên 20 triệu đồng trên một sào so với nuôi theo kinh nghiệm hiện nay. Ngoài hiệu quả kinh tế, kỹ thuật nuôi ốc nhồi khá đơn giản, cách chăm sóc không quá phức tạp. Thức ăn chủ yếu là cho ốc ăn các loại lá rau thực vật sạch, dễ trồng.
nuôi ốc nhồi không có tác động xấu đến môi trường sinh thái. Huyện Hà Trung vừa qua đã tập huấn kỹ thuật cho 70 hộ dân nuôi và hộ có thu nhập nuôi ốc nhồi tiếp tục nhân rộng trên địa bàn huyện, tiến tới xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP. Vào mỗi sáng sớm, ốc thương phẩm thường nổi lên mặt nước, bám vào lá sắn, bèo để ăn nên người nuôi có thể biết được ốc tập trung ở khu vực nào nhiều hơn, tránh để dư hoặc thiếu thức ăn. Thức ăn cho ốc phải sạch, để nguyên cả cây, lá, không băm nhỏ vì ốc có tập tính bám dưới mặt lá để ăn. Mỗi ngày chỉ cho ăn thức ăn tinh ngũ cốc một lần, điều chỉnh lượng thức ăn theo khả năng ăn của ốc từ 0,5 đến 1% khối lượng ốc trong ao. Nuôi ốc nhồi cũng làm gia tăng kinh tế của những người dân trên cả nước nói chung. Nhưng ở Hưng Yên có tỷ phú nuôi ốc ở tuổi 23. Mới 23 tuổi, chàng trai Hoàng Mạnh Cường, xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên làm chủ mô hình nuôi ốc nhồi 10.000m², doanh thu 2 tỷ đồng trên năm. Năm 2016, sau khi học xong trung học phổ thông, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Hoàng Mạnh Cường không theo đuổi con đường học vấn mà đi làm công nhân cho các lò gạch tại địa phương. Tuy nhiên, Cường luôn chăn trở tìm hướng phát triển kinh tế ngay trên mảnh đất quê hương, nghĩ là làm. Năm 2018, sau khi có vốn tích lũy, Cường đã lặn lội đi nhiều tỉnh thành khu vực miền Bắc để tham quan, học hỏi kinh nghiệm nuôi ốc nhồi. Ngày đầu khởi nghiệp, Cường đã cải tạo hơn 400m² diện tích ao xung quanh nhà làm nơi nuôi ốc sinh sản. Tuy nhiên, do chưa nắm bắt được kỹ thuật nên tỷ lệ nuôi ốc bố mẹ hao hụt cao, không cho giá trị như kỳ vọng. Thất bại ban đầu không làm Cường nản chí, bởi anh biết tiềm năng giá trị con ốc rất lớn. Vừa làm vừa đúc rút kinh nghiệm, sau một năm làm quen với nuôi ốc đã giúp anh thành công với mô hình nuôi ốc sinh sản. Cường chia sẻ, nuôi ốc nhồi là vật nuôi khó tính, đòi hỏi nguồn nước phải sạch sẽ, không lẫn hóa chất từ thuốc bảo vệ thực vật, nước thải nhà máy, chăn nuôi. Để ốc sinh trưởng phát triển thuận lợi, người nuôi cần tạo cho ốc môi trường sinh thái như ngoài tự nhiên. Trước khi tiến hành thả ốc giống, ao hồ nuôi cần được nạo vét sạch, đồng thời cũng cần bón phôi bột để trung hòa lượng pH. Bước chuẩn bị này rất quan trọng do góp phần loại bỏ các loại có thể ăn ốc như cá chấm đen, cá chép hay bà bà. Cường chia sẻ thêm, xung quanh bờ ao cần phát quang bụi rậm, tránh chuột làm tổ xung quanh bờ và cũng tiện cho việc thu hoạch về sau. Ngoài ra cần trồng thêm các loại thực vật như rau rút, bông súng, rong tảo để tăng độ mát cho ao cũng như tạo nhiều chỗ bám cho ốc. Thức ăn cho ốc nhồi rất dễ kiếm như mướp, bầu bí, bèo tấm. Chính vì vậy người nuôi không bị áp lực chi phí. Sau 3 năm khởi nghiệp, từ nuôi ốc nhồi đến nay, Cường đã mạnh dạn mở rộng khu vực nuôi ốc nhồi lên 10.000m² với tổng vốn đầu tư gần 1 tỷ đồng. Khu nuôi được Cường quy hoạch khoa học gồm khu nuôi ốc bố mẹ sinh sản, khu ươm ốc giống và khu nuôi ốc thương phẩm. Từ đầu năm 2021 đến nay, chàng thanh niên trẻ này đã cung ứng hơn 3 triệu ốc giống có giá thành từ 300 đến 500 đồng trên con. Dự tính từ nay đến hết tháng 8, Cường sẽ xuất thêm 2 triệu ốc giống và cho thu 3 tấn ốc thương phẩm với giá bán 80.000 đồng trên 1kg. Tổng doanh thu của trang trại bình quân mỗi năm đạt hơn 2 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, Cường đã thu lãi trên 500 triệu đồng, con số không hề nhỏ với một chàng trai mới 23 tuổi.